Rồi, hello anh em ơi. Chào mừng anh em quay lại kênh YouTube Thầy Nguyễn Bóc ha. Hôm nay mình sẽ trời cuối tuần nắng đi câu ra biển chơi. Rồi, đầu tiên thì cho Thầy Nguyễn Bóc lại chúc sức khỏe. Rồi chào thân ái anh em, toàn bộ anh em nha. Rồi, đi câu ra biển anh em nha. Vô. Hôm nay ra mồi câu sẽ là câu trứng kiến. Mồi câu trứng kiến anh em nha. Rồi, đi câu hai anh em đi câu. Thử xem như thế nào. Hơi này được đụng đô phi mà không đô phi được đụng đô biển bắt đây cái nào sâu rồi thấy anh em đây anh bạn này đứng một con rô biển mà đang sâu đang gỡ nè anh em ơi đó còn tôi rồi dính nè giật cho dính anh em ơi đây thấy không tuyệt vời ha rô biển nha vô đi cưng rồi dính vô biển thôi cũng được rồi dính vô biển rồi không được chữa em sùm lên em ơi cái phao mà xem thế nào rồi dính rồi dính rồi anh em ơi thả dính rồi nè đó rô biển này cứ giật rô biển vậy thôi hôm nay mình sẽ câu rô biển mà đúng mùa rô biển rồi nó chịu ăn trứng kiến anh em ơi kiến thì mình giật trứng kiến thôi lâu lắm mới câu được rô biển anh em đây mọi lần câu cũng ăn mới ăn tha hồ ăn cái này thấy không mày cái này thấy cây cầu kia nhé rồi tiếp tục việc ui da hụt rồi cái này phải cào với cái rong này cào rong được mấy cái bàn cào đây thử cái tình hình thế nào dính bự rồi dính bự rồi ui một cặp đó anh em ơi một cặp nha một cặp dính một cặp vô biển với một cặp thì mới chịu để phao xấu bằng chi phao cành cành như mình thôi rồi bắt hả dính 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 mình bắt đồ biển quay phim cho anh em xem thế nào chứ lâu quá lên YouTube một cây YouTube mà lâu quá có cái view nào triệu view hết dính rồi anh em ơi một sắp mới sao mọi người quá đẹp tuyệt vời không quá tuyệt vời tất cả những biển hết mình có mấy câu khoái vậy đó nha một trứng kiến nha anh em nha mình câu bằng trứng kiến này dính thấy không thấy câu dính không giật nó một cặp một cặp một cặp một cái phao không thấy cái phao anh em không thấy thấy cái phao không thấy cái phao giật không đâu anh em không khoái lắm yeah.
chỗ chứ cái 7 chỗ xe beo gì. Đây đâu rồi á, đúng rồi đó. Nghĩa qua lũ sao mà đưa sao kiếm ra sao cái ghe mà phát bụng nó dính cái con lương để banh cái đuôi xe. Thật đẹp. Banh cái đuôi xe y như quỳnh luôn. Nát bay vậy luôn hả? Ừ. Cái mạnh chứ. Nghĩa dính làm sao? Ừ. Dính đuôi làm sao? Ừ. Mình nát, nát chứ à. Chiếc xe đổ xe người ta cầm đi chứ. Chiếc xe bánh tải à? Không, xe... xe đỏ... xem người ta cầm bấm cái đuôi đi. Đi làm nữa. Bây giờ hết ăn rồi. Ông già. Kéo cái rong vô coi. Kéo rong vô coi. Ông già. Giật mấy cái hộp anh em không? Cá nó bị năng cái gì mà giật không? Nó mới chịu ăn giật tí một hồi là bắt mệt. Này dính nha anh em, một cặp u cha trời. Bự dữ vậy. Chứ thả lại quá. Thôi, thả lại cho anh em nha. Thả lại. Nhỏ quá bắt làm chi. Thả lại. Về. Kéo phao mày. Kéo phao mày, kéo phao mày, bự lên anh em. Bự nha. Quá bự. Bóc cho mày dính con nãy giờ con này bự nhất cái nha. Cho mày con mày có một khác nha, có một cam với một con, màu cam với màu đậm xanh đồ biển nha, giữ mặt cái đồ biển. Bắt rùa biển hết cho tụi bay nó tao rồi. Nào đứng hình hình xuống kéo lên. Xuống đi, xuống đi. Xuống, xuống. Xuống nữa, xuống nữa, xuống. Xuống bự không? Bự rồi nè, bự rồi, bự rồi. Úi sao là bự anh em ơi, giờ bự thôi. Quá anh đã không? Úi là trời. Quá bự ha. Tầm nay thì nói gì nữa. Dính chưa? Dính là bự luôn kìa. Cho xem người coi thấy luôn coi. Nuốt nè. Nuốt sâu nè. Kéo lên lên để rong lên nuốt. Xuống ngon tuyệt vời. Con vừa đẻ con bò nữa rồi, con vừa đẻ rồi, đẻ rồi mới đói á, vừa trước giờ câu ngăn giờ đẻ đói, không ngồi hay trứng không, hết trứng. Ô, tôi bị con trong hồ nó câu bự.
con bự tôi vô 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 bự rồi nè, vô bự nè, đó bự đó anh em nha, vô bự cho mình giữ mà cầm mày ngon rồi hả, cầm mày cũng hợp lý nè. Trung Mỹ rô biển bán 200.000 ký như vậy trời, 200.000 ký ai mua trời. Rồi anh em à, chào tạm biệt anh em à, đi về anh em nha. Giờ cũng tối cuối ngày tối rồi. Rồi mình dành đồ cá vô nè. Đồ cá vô anh em ơi. Con này giờ con dính không? Không dính luôn hả? Đồ cá vô về. Rồi. Rồi đồ cá vô xem cái nhiêu cái nhiều cái. Chào anh em à, chúc anh em xem kênh luôn luôn vui tươi và hạnh phúc. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi nhớ cho thầy Vương một like, một chia sẻ. Rồi, vô sữa vô cá vô cá. Vô rộng xem rộng cá thế nào coi. Đây. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đây anh em, rô biển miệt mài. Ui là trời. 1 tiếng đồng hồ. Đây anh em nha, câu cá này biển này. Đây đây đây. Đây. Cá. Nửa số cá. Quá cá luôn. Rồi anh em à, trong vòng nửa tiếng ngồi nè, nửa số cá thùng này là thùng 5 ký nè, mà nửa số cá này anh biết nhiều cái nào rồi đó. Rồi chào tạm biệt, hẹn em gặp lại trong những clip khác. Rồi chào anh em.